Tối ngày 24 tháng 12, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh năm 2023. Chương trình được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Giáng sinh, được thể hiện qua các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca múa, nhạc khá sôi động với những ca khúc Chờ đông, Cơn mưa tình yêu, Đêm nay ai đưa em về, Người tình mùa đông của anh, Mashup, Merry Christmas, Đà Lạt Hoàng hôn, vân vân. Qua đó tạo không khí vui tươi chào đón Giáng sinh năm 2023. Gửi gắm ước vọng tốt đẹp về cuộc sống an lành hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà, làm cho lòng người càng thêm háo hức, phấn khởi trong thời khắc chuẩn bị đón chào năm mới 2024.